Vận khí để ổn định thần kinh bằng cách nào? Ổn định thần kinh tức là điều hòa hệ thần kinh, giúp cho cơ thể luôn luôn khỏe mạnh. Để kéo dài tuổi thọ trong tình trạng sức khỏe dồi dào, thần kinh của chúng ta được ổn định thì không có chứng bệnh nào có thể phát sinh được. Chẳng những áp dụng bí quyết vận khí ta trị được nhiều chứng bệnh của cơ thể con người mà còn ngăn ngừa được bệnh tật nữa. Một cơ thể luôn luôn khỏe mạnh thì còn gì quý hơn? Để đạt được mục đích cao nhất này, bạn cần phải vận khí có kèm theo một số điều kiện cao hơn. Bạn cần nhớ là dù vận khí để đạt đến mục đích nào, trị bệnh hay điều hòa, ổn định hệ thần kinh, bạn vẫn phải có khí trời trong sạch, khô ráo, vận khí thật đúng cách, vận khí đủ số lần cần thiết, giảm bớt tiếp xúc, nói chuyện, tránh giận hờn, v.v. Ngoài ra, để ổn định thần kinh và kéo dài tuổi thọ, bạn còn phải có niềm tin, tiết dục, sống nơi yên tĩnh, vân vân. 1. Niềm tin. Niềm tin ở đây là sự tin tưởng vào năng lực của cơ thể và tin tưởng vào sự kỳ diệu của khí trời đối với cơ thể. Cơ thể là bộ máy hết sức tinh vi của tạo hóa cho ta. Bộ máy này có khả năng tiêu hóa các loại thức ăn, thức uống để lớn lên, để phát triển, đồng thời cũng có khả năng chắt lọc được những năng lượng, những chất bổ dưỡng của khí trời để tồn tại trong một thời hạn nhất định. Niềm tin này sẽ tăng lên mạnh mẽ khi ta thực nghiệm bản thân. Điều kỳ diệu này sẽ được nhận ra dễ dàng khi ta áp dụng bí quyết có sự hướng dẫn chu đáo một lần mà thôi. 2. Tiết dục. Tiết dục được hiểu bằng cả hai nghĩa, một là phải giảm bớt lòng ham muốn, hai là phải hạn chế nhu cầu sinh lý nam nữ. Vì sao phải giảm bớt lòng ham muốn? Vì ham muốn nhiều khó đạt được, mà không đạt được thì sinh ra thất vọng, buồn phiền, làm hao tổn năng lượng của cơ thể. Còn nhu cầu sinh lý nam nữ cũng vậy, nếu bạn lạm dụng loại nhu cầu này, bạn sẽ tiêu hao rất nhiều chất tinh túy của cơ thể bạn. Bạn cần nhớ, một giọt tinh nếu không sử dụng sẽ biến thành khí, và khí biến thành thần, làm cho con người luôn luôn khỏe mạnh và sống lâu. Ngược lại, sự cạn kiệt tinh, khí, thần sẽ đưa đến nhiều bệnh tật cho cơ thể và từ đó tuổi thọ sẽ giảm. 3. Sống nơi yên tĩnh. Thông thường người ta thích chỗ đông người cho đỡ buồn tẻ. Rất ít người chịu sống chỗ vắng vẻ, yên tĩnh, ít tiếng động. Người vận khí lại không thích sống chỗ đông người vì không khí dễ bị ô nhiễm, không trong sạch. Mà không khí ô nhiễm thì vận khí không có kết quả mà lại còn có hại cho sức khỏe. Chỗ yên tĩnh, ít tiếng động, ít người vừa giúp cho khí trời trong lành, vừa giúp cho thần kinh ít bị tác động, nên luôn luôn được khỏe mạnh, ổn định. Thần kinh ổn định giúp cho trí não sáng suốt. Thần kinh đã được nuôi dưỡng bằng ngoại cảnh thích hợp, lại được vận khí để điều hòa thì nhất định phải ổn định. Thần kinh ổn định trong một cơ thể tráng kiện, khỏe mạnh là điều quý báu nhất của cuộc sống con người. Thank you.